Ok, lên em. Mới tải lại con God of War. Này vô chơi thử coi có bản update gì mới không. Thì có anh em bảo là cái con này á, God of War này có một cái vài nhân vật rất là khó, rất là khó chơi luôn. Hiện tại chưa cân bằng nên tôi cũng thử qua coi làm sao. Sao mở game mà nó cũng lâu phết ta. Cũng cứng thì chắc có vấn đề thiệt rồi. Tôi sẽ mở cái ghi xin lên phát. Đẩn game đi. Không phải cái này, delay nhầm. Ok. Coi nhân vật nào khó khó chơi thử phát. Thì tôi mới phá đảo cái level 5 cũng một vài nhân vật thôi. Cũng còn khá nhiều nhân vật còn phải khám phá thêm á. Game này có thói quen là nó tự động bật ghi xin lên nha. Rất là khó chịu luôn. Không có rung luôn. Rung máy ảnh nó rất là khó chịu. Bây giờ thì tên mấy cái lát này nó chuyển qua tiếng Anh hết rồi. Cộng một sức mạnh cận chiến cho mỗi hai giáp, không thể trang bị vũ khí tầm xa. 30% sát thương vũ khí cận chiến. Hai cái này nó giống nhau quá ta. Chuyển tất cả giáp hình máu đó, hình máu à. Trở nên cộng một to hơn với nhiều sức sống hơn. Sức sống cộng thêm có hiệu quả tăng 100%, tức là con này chia ra bôi máu luôn. Không lướt nữa. Thì cái lát này rút mạnh đi, chơi từ trên dưới 5 vũ khí gai đầu cây kiều, vũ khí cận chiến liền kề nhận cộng một sát thương cho bản cho mỗi hai giáp, đạt 100 giáp với golem, 100 sức sống với bút chờ. Rồi ok. Mỗi hai giáp thì cộng một sát thương cơ bản của vũ khí. Cái vũ khí này là nó tăng 14 sát thương nè khi đứng yên. Ngoài ra thì nó cộng một giáp nữa. Cộng do cái vật phẩm liền kề hai giáp. Thành ra là lấy cái vũ khí này nó sẽ lên giáp rất nhiều. Mấy cái này không có nào cộng giáp cả. Chỉ là sát thương thôi. Ok. Trời nó đi chậm như con rùa luôn. Trong đây chả mở được cái gì nữa ta. Vuốt lửa, máy bắn cưa, đại bác, dây chuyền này mới nè, bốn cận chiến bốn đạn, làm gì có con nào hợp với cái này, nó tính tới bốn lót rồi. Mấy cái này thì chắc thời gian nữa mới được. Chục mũi tên á. Thôi đi thôi. Vẫn chưa mở phá được cái gì mới. Qua đây tăng cái bảng này lên nữa. 9 trên 10. Bắt đầu được lần mới khi còn dưới 10 vàng 10 lần. Thì sắp được rồi. Vượt qua một tầng mà không dính sát thương 50 lần. Tức là không đam. Ok. Mấy cái này thì chưa có chơi chiều nên chưa có mở phát. Trang bị 10 món vũ khí khác nhau. Rồi mấy cái này nào rảnh có thời gian chơi. Nó gọi là farm để mở phát ra mấy cái mới. Có xét sức rơi thêm cái mảnh này. Hiện giờ điểm thì vẫn còn nhiều nhưng mà chả biết làm gì. Thấy hai này là hết điểm. Mới nói điểm còn nhiều xong bây giờ còn một à. Nếu như chơi cây này rồi thì chắc tập trung vô cái vũ khí cánh dài luôn quá.
vẫn chưa tìm ra cái lối bui hữu dụng cho nó. Mất một máu à, mất một máu rồi, cho nó đánh luôn. Ở cái đòn đánh thứ hai của cái cây này nó sẽ xây dòng, nên gom quái rồi mình quay luôn, không lên được level 5 ta. Thì chắc lấy luôn cái này á. Cái này cũng tốc độ di chuyển bù vô cái phần thiếu hụt của mình. Con này cái thuộc tính nó như vậy thì tôi nghĩ nó chỉ có hai lối bui cho nó thôi. Một là đẩy giáp lên luôn, đẩy giáp lên để cộng vô cái này. Cái này nó một ô nên là tính được có bốn lót xung quanh nó. Thôi chết rồi, tăng kiếu bảy bả rồi. Đây giáp nè, cái con này rất là quan trọng cái đồ giáp nè. Tôi sẽ xây cái này lại để cho cái mũ này nó có giáp nó gần vô cái này. Thì giáp mình 40 thì chắc lên được là 43. Đó, 40 lên được 43 nè. Giảm 3 tổn công tốc độ di chuyển. Con này giờ nó đi chậm như rồi. Cái tầm đánh này rất là quan trọng nha, nên không có bỏ được đâu. Trong game này cái chỉ số quan trọng nhất có thể là may mắn với tầm đánh. Giáp mình rất là trâu nên đừng có ngại va chạm với nó. Tại vì mà không muốn va chạm cũng đâu được, đi chậm như con rùa chứ. Mới tầng thứ hai mà ra bầy salam này đó. Đi có cái rìu nhỏ nè. Mình nên bui được cái đường rìu không, không biết nữa. Hiện tại là cái cấp bậc của mình nó đang thọt á. Lấy luôn cái rìu này thôi. Đây có một cây phủ nữa nè, cây này ngon á, tôi sẽ đỡ bán cái này đi. Con này dù sao nó đã chậm rồi. Thúc máu mà giảm sát thương á, sát thương mình có 2% thôi, chắc nên lấy hút máu sớm đi. Thêm thùng mỗi tầng, thùng cũng được. Thùng được á. Rồi đi thôi. À quên lấy cái áo giáp nữa. Con này nó trọng giờ chỉ số giáp mà. Có thể đưa bui là khoảng 4 đến 6 vũ khí là hết. Trong đó tập trung vào mấy cây phủ này. Thấy nhân vật của mình đi chậm lắm. Thành ra tầm đánh mà ngắn nữa là toan luôn. Sao không thấy hút máu gì anh ta. Bây giờ mình càng ngày càng thuộc level nè. Hai cái hút máu luôn rồi mà vẫn không thấm. Lấy cái mũ này. Cái mũ này còn một giáp nhưng mà mất tốc độ di chuyển rồi. Một giáp mà nó hai trận chiến rồi. Tí nữa sắp xếp lại xong, bây giờ đi thôi. Đỡ có hút máu rồi đó. Con này ban đầu hơi khó chơi thiệt, nó đi quá chậm đi. Về sau tôi nghĩ chắc cũng đi chậm gì luôn chứ không có cải thiện được bao nhiêu đâu. Không có thùng đồ ăn hay thùng level nào à. Không lên được level 3 nữa. 3 level nữa.
Con này mình bây giờ bị out level quá rồi. Một cái mũ nữa nè. Mất 5 tầm đánh thì không ổn nữa lắm. Bây giờ có khi mình nên sắp xếp lại cái này đi. Để cho cái ghiều này được cận ké cái nữa. DPS là 53, cái này 90 luôn. Giáp này lên lấy à. Mình đi rất là chậm rồi nên chậm thêm nữa cũng không sao. Nhưng mà cái giáp này nó cộng với cái hộp này rất nhiều. Ồ, giờ để được 2 cây ngoài rồi. Rồi mình sẽ để cái hộp này ở đây thì dời cây ghiều này qua. Cây ghiều này nên đặt cái đầu ở bánh đi. Để ghiều ra ngoài. Tí nữa cái vũ khí thứ tư thì chắc đặt quay cái lưng qua đây. Mở mấy ô bên đây nữa là xong. Giáp này cũng khá là ngon à. Mất 4 sức mạnh cận chiến à. Nhưng mà bù lại được đống giáp. Tiến lên đi. Giờ mình đang thọt level quá nhiều rồi. Cần mấy cái thùng lên level. Cho máu làm cái gì? Lên được có 2 cấp à. Một cây phú nữa nè. Cái này đạn thôi. Chắc lấy 2 cái này. Tập trung vào lấy 2 gốc này. Hy sinh cái kiều. Không đủ ô rồi, tính sai rồi, thiếu ô rồi. Vậy thì dời ở dưới lên. Bây giờ không biết có nên hy sinh 2 cái mũ không? Hy sinh đi. Lấy cái này. Cái này cũng cần thiết nè. 2 cái găng tay này đều ngon. Cái găng này còn 2 giáp. Nhưng mà mất 300 hút máu rồi nặng lắm. Không lấy đâu. Có lấy găng này. Cái này nó 4% hút máu mà trừ 2% sát thương. Trong khi cái này cộng thẳng 5% luôn. Một cái thùng á. Thùng hết chỗ rồi. Tí nữa chắc sẽ nhét thêm một cây này vô. Giờ cái này lên 1 ô, đục 2 ô đây, nhét cái cây nó vô chỗ này. Rồi, tiếp thôi. Đi như rùa vậy trời. Hồi quái đông là dọn quái không kịp là coi như đi luôn á. Đó bắt đầu rồi đó. Bất tử. Bất tử mà cái giai đoạn đầu như thế này cũng không tác dụng gì. Đồ ăn đó chứ.
hai cái bất tử cùng lúc, tôi cần cái level kia. Hai cái bất tử cùng lúc nó không có cộng dồn nữa, nó sẽ tính theo cái mình lấy ngoài cái thứ hai. Hai level không, trừ hai giáp là không lấy được rồi. Bây giờ lấy cây này vô thì cũng chưa có chỗ để. Cây này tạo hình dị dạng vậy nè. Nó là hùng mạnh với đao. Cái này là cán dài hùng mạnh. Sao ta? Một hồi phải đục một ô nữa đây. Lắp như thế này thiếu tận bao ô lắm. Đang không tiền thì mình nên gom đi. Đó. Một cái mũ này cũng khá là ổn. Nhưng mà giờ chưa cần. Coi chỉ số 5 là trời. Zumbai á. Tốc độ đánh chậm quá, cần phải lên tốc độ đánh. Ấy, nó đi chậm khó né. Phải giết mấy con bay mới được. Cũng may là giáp mình rất là cao nên mà không có ngại va chạm. Không có một cái thùng level luôn á. Kìa, mới nói xong đường cái. Ông chích giảm sát thương không lấy được rồi. Có lấy sẽ lấy cái này. Bây giờ cần mở cái ô dưới này. Nó sẽ chiều dài 5 ô. Nếu như tí nữa lấy cây phủ này thì không cần cây này luôn. Thùng hay là áo? Có 4 lót thôi nên là hy sinh cục xí ngầu thì lấy được thêm cái áo nữa. Hy sinh cục xí ngầu. Áo này nên để ở đây. Để cho nó gần cái phủ này. Cái áo này cũng vậy luôn. Giáp mình lên 76 rồi. Thì cái cục này nó sẽ cộng thêm rất là nhiều đam. Cái này cũng ngon nè. Phá ra đi. Nếu lấy cái này thì chắc là chốt bộ vũ khí rồi luôn á. 5 món thôi. 5 hoặc 6 món thôi. Sau đó mình bôi mấy cái đồ phụ lên. Con này giống Gotato á. Tối ưu nhất vẫn là 6 món vũ khí được rồi. Trừ khi anh em xài mấy cái nhân vật mà cái vũ khí nó nhỏ nhỏ chiếm lót á. Giống như ghiều hay là dao găm thì nên bôi nhiều. Tốc độ đánh mình chậm quá thôi. Chứ sát thương mình không thiếu. Quá tiền luôn. Còn là tiền với tiền luôn.
Đồng hồ cát. Đây. Mình sẽ tăng được cái tỷ lệ né tránh lên rất là nhiều. Tỷ lệ né tránh mình đang âm 8 luôn chạy. Lấy được thì tỷ lệ né tránh lên 23. Nhưng mà tốc độ di chuyển nó càng chậm hơn nữa. Cũng được. Tài dương ngồi hơn âm. Mất 300 tỷ lệ chí mạng nhưng mà thôi không ngon, cái dao găm màu đỏ luôn. Cái gì nữa đây, búa năng lượng hả? 2 4 6 8 ô luôn, cái này cũng 8 ô y chang cái này vậy nè. DPS 53, cái này DPS 75. Sẽ trên dưới gì ta? Tốc độ nó đánh chậm lắm. Rồi không lấy đâu. Lấy cái này nó còn cổng giáp với vật phẩm liền kề kế bên còn ngon lắm. Bây giờ anh lấy cái dao găm này không? 3 ô. Nếu dùng vũ khí liền kề thì chắc đặt ở đây. Cây này màu tím bỏ cũng ổn. Đi thôi. Tiền mình nhiều quá rồi. Nhưng mà chưa biết xài vô cái gì. Mày chờ nhìn nó đi rồi. Không đâu. Giáp mình rất là cao nên không có ngại va chạm gì nữa, tôi nói chứ thùng cũng nhiều nữa, ba cái thùng ba hùng nổ không luôn. Xài giáp trừ ba hút máu không được, hút máu giờ quan trọng lắm, trừ 10 tầm đánh lại càng không nữa. Cây này là 6 ô, có thể nhét nó ngay đây được. Nếu vậy hy sinh cây phủ này. Nên không ta, bỏ cái này đi gì cũng uổng lắm không được. Nhưng mà cái bộ cán dài phải cần cái này rồi. Này 74 à, để ra ngoài lấy cái này vô nhiêu, 90 được rồi, đi xin đi. Ủa đâu nhầm rồi. Thì tí nữa tôi sẽ dời cái này đi. Có thể là để ở đây nè. Đục ngô như này nữa. Nâng cái này lên. Đồng hồ lại trừ 3 tốc độ di chuyển nữa chứ. Nhưng mà nó cộng khá nhiều. Lấy đi. Giờ mình coi như là đi bộ á. Cái móng tay này cũng được. Trừ 6 tài nguyên bây giờ thì có thể thuộc đồ lắm.
Tất cả vật phẩm giáp thì phải để gần cây rìu này. Mười hai giáp. Này bốn giáp. Ok.
chừng nào hết thùng thì mình di chuyển thôi. Tại vì đứng im mình được tăng giáp. Tăng giáp thì đồng nghĩa với mình tăng đam. Chịu nổi không ta? Được 2 level à. Uống cái bình này luôn. Bỏ 5 máu lấy 500 chí mạng cũng ngon lắm. Tốc độ di chuyển mình rất là thấp rồi, quất luôn, dao hai lưỡi. Tôi chưa có xài cái vật phẩm này lần nào hết. Đây là cơ hội để thử qua luôn á. Thử là anh chuyện còn sống sót sau khi thử không thì nó lại khác nha. Bây giờ 4 ô này. Kiếm công hả? Đao tinh xảo. Cây quạt. Cái này ngon nè, cái này rất hợp với mình luôn á. Tức là bui né tránh thì nên lấy cái này. Nó đi với cái lông này. Ok, quất luôn. Liều thứ hai. Bui cái kiểu mà lạ lạ này thôi. Khoan khoan khoan. Tập đánh mình mới có 16 rồi ta. Tới đó là thực sự mình chả quan tâm đến tốc độ di chuyển luôn á. Lấy tỉnh chế động luôn. Bất tử kìa. Khỏi lướt quá. Là được con cấp 1. Cái gì nữa đây? Cái gì nữa đây? Trừ 5 giáp là không có lấy được rồi. Mặc dù lấy vô nó rất là ngon luôn. Nhưng mà mất cái 5 giáp thì nặng lắm. Mất 5 giáp nữa. Năm giáp được không ta? Lấy đây. Liều. Nếu lấy cái đèn đó thì tôi sẽ bỏ cái này luôn. Cái kiếm đỏ để kiếm hùng mạnh vững chắc. Không có kiếm. Cây này bôi kiếm với ngon. Cây kích. Không, không có chơi tốc độ di chuyển. Mình chơi ngược lên. Cái này phải đặt cạnh vô cái cây phủ này để lấy được một điểm giáp nữa. Mình đặt ở đâu được trời, đâu có cái nào bao để thế đây đâu. Thôi kệ đi, cái này tuần sau đấy.
Mình đang thuộc level rất là nhiều luôn. Tầm đánh cũng ít nữa. Vũ khí thì chắc chơi luôn cái bộ này không đổi nữa đâu. Có đổi thì sẽ đổi cây sét qua cái cây rìu á. Có thùng không? Hai thùng luôn rồi. Hai cái thùng nổ nữa. Thùng nổ không mà không có thùng ép nào luôn á. Hết giờ rồi. -4 may mắn. Cộng rất là nhiều luôn. May mắn có 6 thôi. Nếu lấy cái này thì sẽ bỏ cái thùng. Đây đây đây. 2 4 6 7. Bảy thì sẽ lấy cái này, bỏ cái nón đi. Chắc bỏ cái này đi chứ không bỏ cái nón đâu. Tại vì phải lấy cái này nữa nè, 20 tầm đánh nè. Tầm đánh rất là quan trọng luôn nha. Chắc hy sinh cây này thôi, giờ nó còn level 1 nữa. Thì không biết đến khi nào nó mới mạnh đó. Có thì mình thay vô sau. Né tránh mình 45 mà. Cộng vô tốc độ tấn công cũng ngon. Trừ hai giáp thì không được. 7 giáp sức sống. Cái này 3 ô lận. 14 giáp. Thì mình bỏ giáp mình lấy qua sức sống à. Nên không ta? Không, hiện tại mình mới mất cây phủ rồi không lấy được. Này cận chiến thôi. Cái đại kiếm nữa. Đại kiếm nãy giờ ra hơi nhiều nghe không? Nãy mình có bui cái tỷ lệ chí mạng á. Cái này nè. Ủa đâu đâu phải. Cái này nè. Ủa cũng không nữa. Cái này chứ. Đây nè. Nên bây giờ cắn bình thuốc này thì nó có lợi hơn. Đổi 5 máu lấy 5 chí mạng. Bán cây phủ xong nó lại ra cây phủ nữa. Găng tay thì để chung với nhau chắc để đây. Hút máu à. Giờ bui hút máu mạo hiểm quá. Đi thôi. Trời đau vậy. Lên được có 20 tầm đánh mà cải thiện rất là đáng kể luôn. Nói chung mua gì cũng ổn rồi.
Mỗi tội là đi hơi chậm thôi. Kệ nó, lấy tỉnh chế động. Hai level thì mình chắc chắn được cái găng tay vô đó. Cần ô dưới nào, cần ô dưới để dời áo qua đặt cái ly lên. Không được, găng tay phải để chung với nhau. Cái này để dưới đây, được một lọ nữa đây. Cái mạng 37 rồi, máu hơi sụt lùi nhiều một tí. Trừ hút máu không lấy được hai cái phủ màu tím luôn ta. Thay cái phủ màu tím luôn thì chút bỏ cái này. 275 174 322 275. Gold phát nữa. Giao sao chắc là dọn lấy cái phủ, bỏ cái thương xét đi. Làm luôn giờ đi. Cái ly gì đây? Trừ 500 hút máu, nhưng mà mỗi tuần mình được thêm là 3 máu nữa. Lấy cái này thì 5 tuần, 5 tuần sau mình bán luôn. Thuốc, cắn thuốc. Đừng vô tốc độ di chuyển à. Vô tốc độ tấn công. Tiền mình khá là nhiều. Mất 500 hút máu là hơi nghi nghi vậy đó. Với lại mình bán sạch hết mấy cái chỗ thùng này. Nên bây giờ chả cần di chuyển đâu. Ê ê ê, con gì? Hai con, ba con luôn. Đây, đau. Cái thương màu, cái thương này nó mạnh hơn gây thương xét nhiều quá. Không có một cái thùng luôn, nhân phẩm thì có rồi, nhưng mà tôi cần nhất là cái thùng đeo vào. Bây giờ cái này cũng ngon thế nào, 15 máu 3 sức sống nè. Lấy cái này không ta? Lấy thử rồi. Năm hút máu thì cũng ngon đó. Cái này giáp. Giáp thì cũng hết chỗ để rồi.
À, còn cái găng tay đây nó quên đó. Cái này cũng được. Chí mạng với tốc độ tấn công. Cái này cũng cao hơn với trừ tốc độ di chuyển. Gã này nhiều quá ta. Thương xét. Giờ lấy kinh nghiệm thì cũng hơi to. 14, 14 quất 4 cái này vô. Thì nó sẽ là 2 2 4 8. Tám mười hai vẫn lỗ 2 điểm. May mắn mình còn có 2 à. Đi thôi. Tiền còn khá nhiều. Không có thùng nào thiệt luôn à. Có hai cái bất tử à. Ba cái bất tử. Tôi cần là cần cái lên cấp chứ à. Một thuốc, một cái này, 3 level. Độ tấn công cũng được. Cái đồng hồ trừ 3 tốc độ di chuyển. Cái này thì ngược với mình rồi. Cái này anh em là về thương thủ thì lấy. Còn mình thì lại mất giáp mà tốc độ di chuyển nữa thì không xài được. Chín phần trăm sát thương lúc bây giờ của mình nó rất là quan trọng đó. Thì sát thương mình rất ít luôn. Cái gì đây? 25, 20 máu. Tất cả phương pháp máu, hồi máu khác thì hồi giáp máu là sao ta? Tức là hút máu của mình ít hơn á hả? Cái này thì chưa dùng lần nào. Thử phát luôn. Giáp dầm ba. Hết chỗ để rồi, đi thôi. Cái hút máu thì có được tính vô cái hồi máu không? Đấy, boss vậy, quái vậy. Giết nó đâu rồi?
Đúng là hút máu nó ít hơn nhiều luôn. Mà không sao, né tránh mình cao lắm, né tránh mình 50% lên. Một hồi gặp boss là nó lùa mình không chạy là mình bốc hơi luôn, là cũng toan á. Lý tỉnh chế độc này là chỉ đánh được mấy con quái nhỏ nhỏ như thế này thôi. Gặp mấy con cút đột như con boss nó lao vô là mình bốc hơi cái một. Nên tôi vẫn chưa biết là qua được con boss không. Cái này cũng được. Nhưng mà giờ lấy 25% kinh nghiệm thì dùng ghẻ lắm. Mấy cái này điểm này bị trừ ở ra này. Cái gì đây? Đó được nè. Hút máu mình đang 20. Trừ 5 giáp nhưng mà 15% né nữa. Né lên 64 cũng được. 7 may mắn, 1% chí mạng. Bỏ cái này ra. Cái này tính ra tới 15 giáp nữa. 42, 64, 42, 66. Hai chục tầm đánh nữa, tầm đánh mình 36 à. Bán cái ai? Bán cái ly thôi. Chi mạng 47, nãy giờ cắn đâu cái chục bình thuốc mới được nhiêu đó. Cái đau đỏ luôn. Tốc độ tấn công mình quá cao rồi, là nó không cần nữa đâu. Có trái tim rồi thì chắc bôi vô cái đó. Đây, thì xin cái giáp này luôn. Mấy cái này nó đã ở gần hết rồi. Có cái nào cũng giáp thì mình sẽ đưa anh đây. Thương dài thương ngắn. Rồi đi thôi. Tầm đánh mình 96 rồi. Né mình nhiêu ta, né 68 à. Tí nữa đánh boss là gớt được mấy cái bất tử như thế này á, thì khả năng hạ được boss thì nó ngon hơn. Chứ bây giờ đam mình còn yếu lắm, đam mới có 5-700 à. Trăm sát thương cũng được. Bây giờ đâu có sợ được nhiều để tích nữa.
cộng 2 tầm đánh cho mỗi trừ 1 tốc độ di chuyển là cộng 60 tầm đánh đó hả? Ngon vậy. 172, 176. 132, 96. Phải đấy. Vậy bây giờ mình đâu cần tầm đánh hả? Cái nào liên quan đến tầm đánh đâu đây? Cộng 3 sức sống cho mỗi giáp vật phẩm. Phải lấy, bắt buộc phải lấy. Bỏ thử cái này rồi. Bây giờ máu mình đang là 161. Gắn vô 203, 203 không ổn đâu. 203 có cái vấn đề là đi với trái tim của mình nè. Trừ 1% máu ở dây. Nếu như máu mình 199 đó, nó sẽ trừ 2. Lên 200 thì nó lại trừ 3. Nên bây giờ cố gắng sao giảm cái máu này xuống hoặc là tăng lên tới 299 luôn. Vấn đề này khó nha. Một, hai, ba. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Bảy. Không, một đống cái nhỏ nhỏ nó không được. Cái này rất là ngon à, mà lấy giờ thì hên xui chứ lắm. 25 chấm sát thương bỏ ra là phế loại liền. Mình yếu dữ lắm rồi. Cái này cũng không bán được nữa. Bán cái đó thôi, để máu nó giảm xuống 200. Giờ tiền mình cũng khá là nhiều. Bán luôn cái này, máu ít thôi, không cần nhiều máu đâu. Không, lấy bộ bài cho tăng may mắn tạm thời đi. Cái này khá là cùi nha. Nhưng mà trong trường hợp của mình thì nó có vẻ ổn hơn á. Cái sơ giáp còn ít gì nè. Hay là máu mình nó ảnh hưởng đến giáp. Đâu có món nào gì đâu. Rồi đi thôi. Đâm yếu hơn nãy nữa. Sai lầm rồi, chiến thuật sai lầm vãi rồi. Chọc này ơi. Bây giờ một tầng mình lên đường chắc cấp cấp rưỡi. Rồi qua tầng lẻ đây. Tuần sau gặp boss rồi. Đà này thì hên xui lắm. Chưa nói trước được điều gì. 4 ô. 1, 2, 3, 4.
Đi mở cái ô này làm gì chả biết nữa. Bây giờ thì cái cốc này get out. Mày phá cái gì vậy? Ủa cái bình kia đâu ra ta? À đây đây đây. Thử này coi, mua vô cái còn cái 55 sát thương à nè, để ra 100 sát thương rút vô còn 55, nhưng mà mình cứ để nó ở đây đi tại vì nó cộng 10 may mắn, rồi mình cứ gold mua đi. Đâu còn gì để nâng nữa đâu. Không, cái này không ngon. Còn khá nhiều tiền đó là làm biến gold quá điên đi. Nghĩ như thế này chắc đủ rồi, tốc độ di chuyển có hơi chậm, không biết đánh bó đường nữa. Cho 5 giây thì boss nó sẽ xuất hiện. Không ổn rồi. Không ổn rồi, đà này là boss không ổn rồi chứ không phải mình không ổn. Rồi, nhẹ nhàng level 5 với cái con gì quên tiêu rồi. Dạng như golem vậy đó. Đi tỉnh chơi động không nhúc nhích luôn. Rồi bây giờ chúng ta qua cái thứ hai nó golem, cái con đầu giúp mình. Con này thì không né tránh được nên không có vui như con nãy đâu. Nước nó cũng ít nữa. Chua nha, không né tránh được, trời nó chậm như con rùa luôn, con nãy con rùa rồi con này con rùa được nữa. Một cây phủ nữa, một cái hút máu. Lại một cây phủ nữa. Một cái áo giáp. Con này không thể né tránh nên cứ thoải mái đi. Rồi đi thôi.
Sao quái ít vậy ta? Quá ít quá, lên được có 3 level à. Cái này giáp nó gấp đôi hiệu quả nha. Cái nãy trừ 1 đút vô nó thành trừ 2 luôn. Tôi mới lấy thử cái chuồng để gì cho đẹp. Rồi đi thôi. Mình đang thọt level nữa. Công nhận lát này thì nó có chịu hết. Đồ ăn cũng vậy, để vợ đâu ba cái đồ ăn luôn, không lên lực 3 level luôn. Ông này anh em ơi, có thùng không? Lựu đạn nó cho cái thùng đồ ăn đó. Lên level chậm quá. Có cái phủ nữa nè. Cái thùng trước đã, còn cây phủ này thì kệ đi, con này không né được, trừ một giáp cũng không lấy được, nó khó mua đồ vãi cả. Xét thương là xuống âm là thỏa lắm nha, cầm tạm tí. Đây, cúc may mắn 13 ngon rồi. Trời, đánh hụt nữa không cóc. Ba thùng không có một cái thùng nào level, 5 thùng, 6 thùng. Chả thấy nó hút máu luôn nữa. Không được, tạm thời phá thôi. Giờ sau thì chắc đục cái đường bên này. Cái này mấy ô ta? 6 ô.
Mày đang quản chết luôn đó nha, gắng mà hút. Rồi. Nói đúng linh luôn. Do cái đam tối thiểu nó đánh vô mình là chỉ có một máu thôi. Nên làm kiểu quái gì là cũng chết hết chứ. Không điểm. Quá chậm luôn. Mất máu nhiều dữ ta. Như thế này đâu có chỗ đâu để thùng. Bán máu quay một được trước, mấy quay sau này bán là lỗ. Nấm mà nấm không lấy đâu, toàn nấm không vậy. Con này khó bui đồ phết á. Này lấy được nè. Rồi đi thôi, tuần sau mình lấy hai món đó. Chả thấy hút máu gì nhiều trên trời. Rồi giờ lên còn hai level chết tôi rồi. Cái kêu 4 ô thì cũng không có chỗ để. Mình lên tiếp, lấy cái nó cũng được. Hút hai máu, mất lại 3 máu. Ủa? Bị gì vậy? Dạng như chuột nó bị đứt bộ vậy.
Gì mới đang chăm giáp rồi đó hả? Mới có hai cây rìu à, nên mình đâm rất là hột luôn. Đau. Hai cây rìu đánh chậm như gùa. Tiếp theo là đặt một cái cây này. Cái này nó mũi hướng xuống. Nếu đặt nó ngay đây thì chỉ dính một cây thôi, nên từ đó không khí né nên tập trung vô cái muỗng này nó ngon hơn nè, không cần cái muỗng này. Thì thôi. Ủa? Tôi để cái gì ra ngoài mà quên hết vậy? Thôi rồi. Thiếu cái vũ khí nữa, thành ra bây giờ lưu quái không kịp, bán máu lấy đều vào. Giờ mới quay lên có hai level vào là quá to luôn. Mũ này ngon nè, 4 4, nhưng mà nó cộng 6 6 với 6 12. Mà cái này 16 rồi, 14 rồi. Cứ điều nó lại tiết kiệm đi Ngô. Cháu mà đặt đây thì 8. Trừ 2 tốc độ di chuyển với trừ 4 né. Này trừ né thôi không giảm tốc độ di chuyển. Cái nào cũng như nhau.
Cuộc sống khó khăn quá. Có level nào không? Không có một cái thùng level luôn. Lấy cái muỗng hay lấy cái thùng ta? Rồi gắn kiếm cái vũ khí thứ tư. Nhưng mà thọt leo vào quá rồi. Tầng 8 mà ít độn gì mình đi quái không kịp. Một khi mình thọt leo vào mình đi quái không kịp là mình càng đi quá chậm hơn, càng thuộc level hơn đó, hiệu ứng qua cầu tuyết á. Nên bây giờ với trông cậy vào nhân phẩm của mấy cái thùng level quay này 3 level thì được 6 ô, 6 ô và nhét được cái vũ khí nữa. Level nữa thôi, còn thùng nổ mà. Bây giờ để kích cái cục này nữa thì nên mở theo chiều dọc đó chị anh. Cái áo này tính ra vẫn là ngon hơn. Mất 4 may mắn à. Thôi không cần xét thương. Cho mỗi giáp liền kề. Mỗi vũ khí mạnh mẽ liền kề. Mạnh mẽ là hùng mạnh đúng không? Cái này thì tôi chưa chơi bao giờ nên chả biết nữa. Thôi, có cái này lấy cái này. Bây giờ xếp lại. Cái này màu tím. Gì được không ta?
Để như thế này thì tí nữa sẽ dời cái đống này sau. Mở vài ô bên này nữa thì dời cái cây này xuống mới được. Đi thôi. Mình được có hai level rồi. Mới mua hai cái xong bán luôn hai cái. Cái này giao sau kiếm đường nhét vô. Rồi giờ đi thôi. Rồi tầng 10 đó hả? Vãi tầng 10 mà mình yếu gì đó hả? Hẹn gì có con quái nó xuất hiện rồi. Đó, được một cái level đỏ mắt luôn. Thì dao này gắn được 3 level nữa, là đủ gây ghiền luôn. Rồi ok. Kiếm đường nhét cái phủ vô. Vẫn phải mở cho anh này. Chống cảm nó lên được. Rồi game lỗi rồi. Thôi. Đùa nhau à. Thôi rồi rồi. Không có kéo nó lên được luôn rồi, mất cây ghiêu rồi.
Vãi. Rồi, có chuột phải đặt lại thì đặt được. Rồi ok. Tí nữa thì kiếm đường đục cái lỗ dưới này, nhét cái cây này vô nằm ô dưới này cho nó tối ưu. Hiện tại thì vẫn thiếu ô, nhét nó ngay đây được cũng được. Nhét nó ngay đó thì mình mất giáp nhiều lắm. Trăm rưỡi giáp của mình đó. Hai giáp thì bỏ một xí ngầu. Quân mã lấy cái này thì mất sát thương mà bù đỡ tốc độ di chuyển. Cây này 7 ô lận. Còn giao sao là chốt bộ vũ khí này được rồi. Tầm đánh mình nhiêu ta? 26. Mình nhìn nó bò kìa trời. Lever, tôi cần lever. Mình được 2 lever rồi. Ơ 2 4 6. Cái này thì không có lỗ gì hết. Nói chung là rất là lãi luôn, nên chắc lấy nó. Hy sinh một món thôi, hy sinh cái gì bây giờ? 5% hút máu khá là quan trọng. Có cục trí ngầu, tốc độ tấn công. Đây, tuần sau sẽ cố gắng lắp 2 cái món đó vô. Kìa kìa lấy vào kìa.
Chưa lướt ngắn ngủn à, nhìn hài dữ đi. Kịp 3 level không ta? 10 giây nữa. 10 giây chắc không à. Rồi kịp. Vừa đủ luôn. Tôi muốn mở cái ô bên đây hơn. Gì đây? Kiếm đâm à? Cái này bùi phép thì mới ngon. Trừ 10 đậm đánh là hẻo luôn á. Lại cổng nữa hả? Bỏ tí sang trường đi. Rồi đi thôi. Tầng 13 mà yếu như con sên. Bộ vũ khí thì chắc dùng luôn bộ này rồi. Có đồ xịn hơn thay thôi chứ là không cần nữa. Chưa có trang bị chân phái nữa chứ. Nên tí nữa chắc tôi bỏ cây thương xét á. Vũ khí bây giờ chỉ có bỏ ra chứ không có thêm vô nữa. Đứng yên thì cũng 4 máu mà di chuyển dính đạn thì cũng 4 máu à. Đây có cái bình thêm 3 nữa nè. Tự nhiên lén luôn này trời. DPS nó cao vãi hả? Hy sinh. Bây giờ bỏ kinh nghiệm nhận được nữa là mình thọt. Thọt vãi ra. Không. Cái đó ngon mà bây giờ thì không lấy được. Cộng cái đống gì nữa. Cộng nhiều gì lấy đi. Có cộng giáp không? Không có cộng giáp. Cộng 5 né nữa. Né mình đâu có xài được đâu. Đây lấy cái này cho mau lên gấp. Trừ 6% tài nguyên. Trừ tài nguyên không lo. Trừ 5% hút máu mà 25% tốc độ tấn công. Cân nhắc nha, đáng cân nhắc nha.
Có cục xí ngầu. Nên lấy nó không ta? Giờ sao lấy? Hút máu mình thì chỉ có 11 thôi. Trừ 5 rất là nặng luôn. Nhưng mà mấy cái vũ khí mình bù lại có chế độ hút máu riêng hết. Ở đâu ra hang quái tinh anh luôn vậy? Nói chung là nãy bán cây thương xét đi thì cũng không có thọt gì nhiều. Có cái lọ này nữa thì đủ nó gắn rồi đó. Trừ 2 giáp không ổn, đút vô nó thành trừ 4 giáp luôn. Này cũng được nha. Chắc để ở đây nè. Để đây thì ba cái được luôn, 1 2 3. À không, không cần phải đặt gần đó. Chỉ cần không đặt gần cái vũ khí hút máu khác được, thì cho nó vô góc chơi mình đi. Chừng 2 giáp nó không lấy được rồi. Một cái mũ. Lấy tạm. Mình không né được nên không lấy cái này được. Đi thôi, biến gòn quá. Tiền thì cho lắm vô mà không có lót để chứa đồ. Xét thương 48, tốc độ tấn công 97. Sao mấy con quái ưu tú này nhiều dữ ta? Ra ba con cùng lúc luôn kìa. Rồi tầng 15 nó có một con nữa. Đi như rùa bò chứ nhìn nó. Rồi đó chơi thương thủ nó chạy nhanh gấp 4 5 lần con này. Bây giờ vẫn đổi sâu rồi nhanh quá. Đầu game mình thọt ép quá nên mới cầm một đống đồ để nhận thêm 25% kinh nghiệm nè. Độc nhất đao ban phước tinh xảo, cái này đi với vũ khí ban phước thôi, đi với mình chả có tác dụng nghĩa lý gì luôn. Bây giờ nên mở đầu nó đây. Cái cốc bây giờ còn 5 tầng nữa, vô 16, 17, 18, 19, 4 tầng là 12 máu. 4 tầng 12 máu mà mất một đống hút máu luôn.
40 tầm đánh thì mình dùng cái này. Không, 8% kẻ địch thì bây giờ nó chưa có tác dụng, chưa có hại đâu. Hai cái xài cũng được thì nó ra hoài. Bây giờ nên bôi thêm cái đường kinh nghiệm đó không ta? Thùng thì bây giờ khó rồi đó, bỏ đi. Cái team này phải bôi hút máu. Quay cuối thì mình bán cái này đi. Bán cái gì đâu ta? Cái gì nãy mới lấy vô ở cái ly nè, quay cuối mình bán cái này đi. Hai mươi lăm phần trăm kinh nghiệm nhận được, 20% kinh nghiệm. Năm giáp này rất là cần nha. Hy sinh cái này 159 xuống còn 182 lên được 2-1. Ok. Cái này hiện tại mình đang up level rất là nhiều nên nó gây thêm 8% kẻ địch nữa thì nó có lợi chứ không có hại. Bây giờ mình giữ máu mình dưới 100 hoặc là lên 150. Quái tình anh xuất hiện xuống rồi, hình như nó hẹo luôn rồi. Máu trừ với máu cộng nó gần như bằng nhau. Đi rớt cái cục này nè, đi lụm tiền đó, 5 giây nữa. Trừ hút máu hồi không lấy được bây giờ rồi. Kickboxing 675 dam, DPS 673, 686 mà nó 6 lót à. Cái này tới 8 lót luôn rồi nha. Cái này thì sao ta? Đấm kẻ địch nó văng ngược ra sao luôn. Thì không biết nó tác dụng với boss không. 1 giây nó đấm 2 cái chí mạng 26%. Cái này tí nữa bán. Kickboxing nữa lấy luôn. Cái này thì chỉ có nhà giàu mới chơi được thôi, chưa bao giờ tôi cầm nó mà có tác dụng gì hết.
Phục hồi thì mình 17 luôn hả? Không, hiệu quả hồi phục giảm nặng lắm. Trừ 2 giáp không được luôn. Trừ 2 giáp không được luôn. Cái này mình không né được. Nhưng mà đứng yên thì vẫn có tác dụng. Tôi đang thắc mắc là trừ 1% sát thương cho mỗi trừ 1% tốc độ di chuyển, nhưng mà mình 542 thì hai cái trừ với nhau nó có cộng lại được với nhau không? Tuần sau thì chúng ta sẽ có câu trả lời cho cái này. Trừ với trừ tôi không biết nó có thành cộng không. Bây giờ để coi đam. Tôi gần tay vô cực cái đấm rồi. Đấm như Thanos luôn. Có thằng nào đeo hộp sòn giữa chán không? Ra đây cho anh đấm. Đam mình hiện là 400 đến 600. Nó nằm trong phạm vi đó thôi. Đây có cái bình này nó là đủ chứa rồi đó. Sao gì ta? Lấy cái này là quạng nó bay màu luôn á. Lấy tạm cái này nữa đi. Rồi ok. Hai gâu nữa. Thôi nó giảm đam anh em ơi. Hồi nãy là khoảng 300 đến 600. À nhưng mà khi di chuyển thì đúng là có lên đam thiệt nè. Đứng yên thì anh em để ý cái chí mạng nó có 500 mấy con nè, thấy không? Bây giờ khi di chuyển là chí mạng nó lên 1600 mấy nè. Chỉ là phải chạy liên tục á. Cái vấn đề bây giờ là cái bộ vũ khí mình đứng yên nó mạnh hơn. Kệ nó. Dù sao là nó không lỗ rồi được rồi. Né tránh mình có 10 thôi nên là không có lỗ. Quay sau thì tôi sẽ thanh lý mớ đồ đi, mấy cái cộng kinh nghiệm nè, với mấy cái cộng tầm đánh nè. Đây. Cái này thì đặt chỗ này. Đó, đặt chỗ đó thì nó lên được 9 giáp nữa là. Thêm cái găng tay vô cực nữa. Thì bây giờ cho mỗi tay đeo một cái ha. Cái nào màu tím không? Cái này
Nhìn ở đây. Cái găng này găng phép. Cái đỏ hả? Đỏ mình có rồi. Bây giờ muốn thì vẫn có thể lắp vô chỗ này được nè. Bán hai cái găng tay với cái bóng đèn rồi đi. Hút máu mình chỉ có 17 thôi. Găng tay này thì nó 930, dù nó màu tím. Cái này thì nó 859. Nhưng mà nó được cộng hút máu. Cái này hất địch thì tôi không biết nó hất được với boss không. Lông chim này né, né thì thôi, không xài được. Thuốc. Xin tí thuốc. Đừng vô tốc độ di chuyển à. Mới nói xong lũ đạn kia. Thôi đi thôi, biến gôn quá. Giờ sau thì nhét cái găng tay vô. Tiền còn nhiều. Giờ sau mình thanh lý đống đồ là mình tha hồ mà thân cái tiếng sức mạnh luôn. Ủa quên di chuyển ra đâu đứng yên được. Rồi không đấm được mấy con quái này rồi anh em ơi. Mấy con quái tên anh mình không đấm nó lùi lại được nữa. Hy vọng là cái quay này mình lên được 3 level. Rồi bây giờ hy vọng là 4 đi. Quay này quay cuối à. Rồi đủ rồi đó. Còn 10 giây nữa đứng yên đi. Cái này lấy đồ. Bây giờ hai cái này bán nè, một cái cốc này nữa, cốc này bán nè. Cái này bán luôn nè. Cái này bán luôn nè. Cái này may mắn thì quay cuối cũng không cần nữa. Rồi còn cái gì thanh lý được không? Xếp hạng cái đây. Bây giờ lấy cái găng tay vô cực trước. Cái chữ T cũng được luôn. Xếp binh anh em ơi. Cái này thì méo có né đâu. Okay. Chơi ba găng luôn không? Chơi không ta? Cái lối bùi gì hổm quá vậy? Những cái vật phẩm nào có giáp thì phải để gần nó vô. Nếu như chơi ba cái găng nhiều găng tay quá thì không biết có tác dụng méo không, lấy đại đi, suy nghĩ gì quất luôn rồi mới nãy nhiều lắm mà giờ hết lót rồi đó hả. Cái găng này còn hút máu nè, sát thương bây giờ 100 mấy rồi, lấy hút máu đi. Xuyên thấu. Cái này lúc trước là vật phẩm giới hạn, bây giờ thì nó vật phẩm mở rộng rồi. Thôi đi thôi, biến qua. Vì chắc đủ win boss rồi đó. Tiền còn có 5.000 rồi. Máu lên 150 đúng như dự tính ban đầu luôn. Đấm boss đây nó hụt lùi không? Kìa đấm nhỏ văng dính tường luôn rồi.
Đâu? Lại quản mình bốc hơi đó. Rồi ok. Cũng được. Cái con này DPS hơi thấp, có 8k. Từ mấy con kia tôi bôi rồi 13k mà. Tính ra thì con này cũng dễ chơi. Còn cái nhân vật cuối cùng trong cái là giúp mình này. Thôi hôm nay nghỉ đây thôi, biến chơi quá. Game này cứ bôi đúng là anh em qua. Con này thì anh em sẽ tập trung vô máu, giáp vào máu. Nếu giáp vào máu thì vẫn chơi cái ghiều nãy thôi, bộ ghiều hoặc là bộ kiếm. Tôi không biết nó có kiếm này không. Không, nó không có kiếm rồi. Cái kiếm thì nó sẽ tăng cái chỉ số máu theo mỗi cái kiếm trong kho. Có cái mới nữa. Tầm đánh thì không cần. Tầm đánh thì mình chỉ cần một cái item mà hai lót thôi thì nó rất là hiệu quả rồi. Cái này nó chỉ có một ô nha. Nào. Nó chỉ có một ô à. Nên nó chỉ có 4 lót xung quanh thôi. Thành ra thì nhận 30% giáp thì nó không có giá trị cho mấy. Cái này vẫn ngon hơn. 1% sát thương cơ bản. Một sát thương cơ bản không phải 1% nhầm. Thôi, để nào rảnh tôi chơi nốt con này cho nó đủ bộ này phá đảo luôn. Rồi, ok bye bye anh em.